Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì Giang đang có mặt tại dự án Westgate, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Như trước mặt anh chị khách hàng thấy là hiện nay công trường nó đang xây dựng rất là gầm rộ ha. Thì hiện nay công nhân quy tụ một số lượng công nhân rất là lớn. Đó như là chứng nhận là một số lượng xe máy đang đậu trước cổng của công trường rất là đông. Và hiện nay thì Giang đến đây để chia sẻ một vài thông tin về dự án Westgate để anh chị khách hàng cùng nắm qua. Thì như anh chị khách hàng cũng biết là Giang đã chia sẻ một cái video là dự án Westgate của chúng ta đã có giấy phép xây dựng rồi. Thì bắt đầu từ tháng 6 2021 này, chủ đầu tư An Gia sẽ mở tiếp một cái tháp cuối cùng. Thì trước khi mở một cái tháp cuối cùng thì chủ đầu tư An Gia cũng đóng lại giỏ hàng tất cả những cái tháp như là tháp A nè, tháp B và tháp D. Và tháp cuối cùng của chúng ta là tháp C anh chị khách hàng nhé. Tháp C thì tọa lạc tại một góc rất là đẹp ngay cổng chính của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Từ trục đường Nguyễn Văn Linh anh chị di chuyển thẳng vào đầu đường tiếp nối tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì anh chị nhìn bên tay phải thì anh chị sẽ thấy cổng trung tâm hành chính huyện Bình Chánh của chúng ta. Là vừa bước vào cổng thì bên tay phải là ngay vị trí vô cùng đắc địa, gọi là vị trí vàng của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đó là tháp C hay còn gọi là tháp thêm của dự án Westgate. Thì trong tháng 6 này chủ đầu tư An Gia sẽ mở ra những cái giỏ hàng, những căn đẹp nhất tại tháp thêm của dự án Westgate. Và anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay một căn hộ rất là đắc địa tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091-424-5885 để mà mình sở hữu ngay một căn đẹp nhất tại khu trung tâm hành chính vô cùng đắc địa của huyện Bình Chánh. Thì Giang xin điểm qua một vài thông tin là hiện nay chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh là sắp tới thì huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn nè, rồi huyện Nhà Bè, thì một số huyện này sẽ bắt đầu lên quận luôn. Thì hai huyện lên quận đầu tiên đó là huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Bây giờ anh chị hãy mua ngay cái bất động sản trong giai đoạn đang còn là huyện. Khi lên quận rồi giá trị bất động sản chắc chắn nó sẽ tăng. Khi đó anh chị mua là giá trị nó sẽ cao rồi. Chính vì vậy mình mua hôm nay để mình nhận ngay những cái lợi nhuận ở tương lai anh chị khách hàng nhé. Vâng, vừa rồi đó là những cái hình ảnh của Flycam quay thực tế tại dự án Westgate. Và anh chị nào muốn sở hữu ngay hoặc là chưa có tìm hiểu về thông tin dự án và muốn tìm hiểu thông tin dự án Westgate thì hãy vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091-424-5885. Giang và đội ngũ bán hàng của An Gia sẽ hỗ trợ cho anh chị khách hàng chọn được căn ưng ý anh chị khách hàng nhé. Mình mua sản phẩm là mua trực tiếp từ chủ đầu tư An Gia anh chị khách hàng nhé. Là anh chị sở hữu căn hộ ngay giai đoạn F0 luôn. Rồi, Giang xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate hoặc là nhà mẫu của dự án Westgate, đó là An Gia Gallery. Xin chào anh chị.